Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền Azok Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu chân đầm chữ A, may giả bò của nữ. Thân trước của mình cắt rời và may moay có khóa, túi hàm ếch và có túi nhỏ bên trong. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt. Dài chân đầm các bạn sẽ bằng số đo trừ cạp và cộng với đường may. Mông của mình là 80, 8 chia 4 là bằng 22, 22. Chỉ là 17 cộng với 1 xong tí đường may là 18. Hạ mông cho mình là 18 này. Đây là mình đang cắt thân sau trước nhé. Cái này là thân sau này. Thân sau này các bạn có để cho mình đường may là 1,5. Sau đó tính cho mình rộng ngang mông, sẽ từ đính từ đây. Chỗ này là chỗ đường may nhé. Các bạn sẽ kẻ cho mình đường may ra, không là mình quên đường may này. Tính đây, đây cho mình rộng ngang mông bằng 1/4 vòng mông cộng với 1,5. Vòng mông của mình 88 chia 4 là bằng 22 cộng 1,5 là bằng 23,5. 1,5 cm đường may. Các bạn vẽ luôn không mình quên đường may nhé. Gấu này để cho mình từ đây ra đây là 25, để 24,5 cho mình. Thêm 1,5 cm đường may. Rộng ngang mông bằng 1/4 vòng mông cộng với lại 4,5. Vòng mông của mình 22, 4,5, 26, 15, các bạn kẻ cho mình 27 là được nhé. 27 thì cái này của mình để là 25. 25 cộng với lại 3 là 28. Thì cái phần dưới này các bạn sẽ lấy dư ra cho mình. Mình tính phần gấu này là sẽ ra nhé, bằng 1/4 vòng mông cộng với 3. 25, 22 cộng 3 là 25 và cộng với 3 cm đường may là 28. Đoạn đây là mình là 28 nhé. Xong các bạn để cho mình. Cái này mình vẽ thân sau. Thân sau thì các bạn từ đây đến đây lấy xuống cho mình 1 cm. Không phải 7. Vẽ hơi cong cho mình. Cong nếu bạn để như này vẽ cho mình. Vẽ hơi cong cho mình xuống. 0,7 hoặc 1 cm cho mình là được. Mình để 1 cm đi. Trong bụng của mình là 72 chứ 4 hộ bằng 18. 18 này cộng với lại 2 cm đường, 2 cm của ly là 20. 1,5 cm đường may. Các bạn nối cho mình. Cái này vào đây. Này vào đây. Dùng nó cong một thước này, thước gỗ này, bạn vẽ cho mình. Phần gấu này mình lên nhé, đây này, lớp trên này. Lên cho mình từ dưới lên 1 cm. Này của mình là thân sau nhé. Các bạn không cắt rời thì các bạn cứ để nguyên này mình may cũng được. Mình may về đây. Cái này thân sau này. Các bạn xem video thấy video của mình hay và hữu ích, ủng hộ mình bằng cách đăng ký, chia sẻ và like video giúp mình để mình có động lực làm những video sau tốt hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình sẽ vẽ ly nhé. Ly các bạn sẽ chia đôi cho mình. 20 là 10. Từ đây ra đây là 10. Vẽ cho mình. Ly này các bạn sẽ để cho mình 11. 1 này.
11 rưỡi nhé. Ly của mình dài là 11 nhé. 1 này. Mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau. Giờ mình vẽ sang thân trước này. Thân trước này. Từ thân sau nhé, đây mình để lại thân sau cho các bạn nhìn này. Từ thân sau này sẽ dư xuống này 1 cm nhé. Này của mình xuống 1 phân này. Các bạn sẽ đánh ra cho mình. Đoạn này các bạn để nguyên. Đây đúng không? Thì các bạn sẽ vẽ vào đây. Đây, mình hạ xuống 1 cm. Các bạn cắt luôn này. Đây là thân trước nhá. Thân trước của mình có moi quần, moi của đầm. Bản moi các bạn sẽ để cho mình 18. Bản moi để 18 cho mình. Đây là moi nhé. Đường may này 1,5. Cái này của mình là moi này. Đây nhé, cái này của mình là 1,5. Bạn sẽ sang dấu vào đây cho mình. Thì khi mình may cái này mình bẻ ra đây. Cứ bẻ ra đây nhé. Hạ cho mình cũng là 18 này. Hạ mông 18. Rộng thân trước bằng rộng mông ngang mông trước bằng rộng ngang mông sau là 23,5, 21 cộng với lại 1,5. 22 1,5 là 23,5. 1,5 cm đường may. Gấu của mình này 25,5. Cộng với 1,5 đây, bạn nối vào đây. Này nối vào đây. Tính rộng. Vòng eo của mình là 18 nhá. Thì các bạn cộng cho mình 1 cm là 19. Sau đó mình đánh cái này mình cũng cho ly nhé. Các bạn sẽ đánh về cho mình. Đây. Rồi. Cái này là 1/4 vòng cộng với lại 1,5 nhé. Cái này ấy này. Cái này mình không có ly đâu nhé. Túi này. Tối mình đã cắt sẵn rồi đây.
cắt hai túi này. Dài túi mình để 25, rộng mình để 19 nhá, 25 và 19 này. Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân này lên đây. Đặt cho mình phần thân lên đây. Sửa đi cho mình. Xong này. Từ đây các bạn lấy lên cho mình là 10. Lấy lên cho mình. Xong này. Cái phần này là phần túi bé nhá, phần túi bé là mình may vào đây, may vào cái phần miệng túi này. Đây. Bạn sẽ cắt miệng túi cho mình nhé, miệng túi lấy thân trước ra này, đây là phần sườn thân trước này, lót này, đây là mặt trái này. Các bạn cắt miệng túi cho mình nhá. Miệng túi này 9, dưới này là 8. Này, bạn sẽ đánh cong vào đây. Không cần miệng đây, cong vào đây là miệng túi này. Xong nhé, đây các bạn sẽ đặt đây, thì mình sẽ may cái túi con vào đây, đây cái túi này, các bạn sẽ may túi này vào đây cho mình nhé, ở đây có cái túi con này, đây. Cắt cho mình túi này. Túi bé nhé. Đây. Đi bé là mình lần vào đây. Này này. Phần trong này có túi cho mình. Hai thứ bé này. Phần trước, phần sau, phần cạp nhé. Cạp này. Cạp quần thì các bạn sẽ cắt cho mình dọc vải nhé. Cặp chính được cắt dọc vải, cái này của mình là ngang này, ngang này là mình cắt lót. Cái phần có biên này, biên thẳng này, của mình là cặp chính nhá, cặp chính là mình sẽ ép mếch. Đây cái này cặp chính của mình này, cái này cặp lót này, hai cái này là cặp chính nhá. Cạp mình để là 5 cm. Đoạn này của mình là 5 cộng 2 cm là 7. Đoạn đây là 7 đây. Vòng bụng thì các bạn đã tính cho mình. Vòng bụng 72 chứ chưa 2 là bằng 36. 36 cộng 3 là 39. Các bạn cứ để cho mình 39 hoặc 40. Đoạn này là 7 nhé. Từ cái giữa này các bạn lấy lên cho mình 1,5 này.
0,5 và từ dưới này lên lên 1,5 này. Các bạn sẽ dùng đầu vát và thước này vẽ vào đây cho mình. Cái đoạn này các bạn sẽ lấy vào cho mình 0,7 phần đầu nhé, 0,7. Cái này cắt đi nè. Cắt cặp chính xong mình sẽ cắt cặp lót nhé. Cặp lót mình sẽ cắt ngang vải. Đây là ngang vải này. Ngang vải nhé. Ngang vải của mình giãn này. Dọc vải không. Mà dọc vải là có biên. Biên này dọc vải là mình cắt cặp chính. Cặp chính này các bạn để là cắt cho mình. Đây là cặp chính nhé. Cắt xong cạp nhé. Các bạn sẽ cắt con đĩa này. Con đĩa đây mình sẽ cắt này theo chiều dọc vải nhé. 2,3 cm. Đoạn này là 3 này. Dài con đĩa của mình là 6 cái nhé. Thì mình cứ cắt đăng 2 giây. Cắt 2 giây. Cạp của mình 5 cộng với 2 cm, đường may là 7 7 3 21. Mình cứ cắt dư lên một chút này. Tí mình cắt đi sau nhé. Cắt xong mình cắt mất để mình ép vào phần cạp này. Phần môi này. Cắt cho mình cái bản môi nhé. Vậy là mình hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu chân đầm giả bò chữ A. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và like video giúp mình để kênh mình ngày càng phát triển hơn. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.